Xin chào mấy bạn, mình tên là Nam Hân, thì mình năm nay mình 18 tuổi, thì mình qua đây được 2 năm rưỡi. Mình đang học năm 13 ở Fangapara College. Thì sống bên New Zealand thì mình rất là thích cái môi trường sạch và xanh của nó. Thì mấy bạn đi tới đâu thì mấy bạn cũng sẽ thấy cây với cây và cây. Thì cái thứ hai là mình rất là thích cái biển của New Zealand. Thì trường của mình có rất là nhiều biển xung quanh, nếu mình nhớ không lầm thì khoảng 5 cái biển, thì biển nào nó cũng to hết, với lại nó cũng rất là rộng rãi. Thì mình sau giờ học thì mình cũng thường đi chơi với bạn, hoặc không thì mình sẽ đi ra biển, thì nó rất là mát. Và cái không khí ở bên Auckland của mình thì nó dịu hơn bên ở dưới đảo Nam, tại vì bên Auckland thì nó cũng sẽ có lúc nóng và lúc lạnh, nhưng mà cái lúc lạnh của nó sẽ không lạnh lắm và lúc nóng của nó cũng sẽ không nóng lắm, thì nó mát mẻ hơn bên Việt Nam nhiều. Với lại cái giờ học của bên đây thì nó rất là dễ chịu đối với mình, tại vì mình chỉ cần học nửa ngày mà thôi, thì mình học tới khoảng 3 giờ thì mình đã về rồi. Thì sau 3 giờ thì mình có thể đi chơi hoặc là về nhà làm bài, thì thời gian nó rộng rãi hơn bên Việt Nam nhiều. Thì ở bên đây thì cá nhân mình rất là thích những cái môn khoa học như là lý, như là hóa, tại vì mình được làm thực hành rất là nhiều. Với lại mình rất thích cái việc mà có một số các bài kiểm tra mình phải đi tự làm thí nghiệm rồi tự thu thập dữ liệu để mà mình viết báo cáo, thì nó rất là giúp ích cho cái việc mà mình làm luận văn hay là học đại học sau này. Thì năm ngoái thì mình đã nhận được giải nhất khối của năm 12 trong năm 2017, và mình cũng đã nhận được nhất khối của môn hóa, môn toán, môn địa. Thì năm nay thì mình vẫn có áp lực để mà gọi là giữ cái thành tích đó. Và mình năm nay cũng được chọn trở thành prefect của trường. Thì cái prefect này nó cũng giống như là hội học sinh anh, thì nó cũng giống như là cái hội học sinh vậy. Thì cái quá trình để mà được chọn thì mình phải đi phỏng vấn với hiệu trưởng và hiệu phó, và sau đó thì học sinh của trường sẽ vote cho mình.